Xin chào tất cả các anh chị nha. Hôm nay mình lại có một dòng sản phẩm mới, dép da thật 100%, dép da tấm nha. Đấy, để giới thiệu tất cả các anh chị biết, đây là một dòng dép da thật 100%. Dép da này là đã được khâu chân quai rất chắc chắn. Đấy, em sẽ quay sát vào, các anh chị có nhìn thấy đường kim mũi chỉ khâu ở trong chân quai không ạ? Đường máy rất là sắc nét. Đấy, em quay sát vào để cho tất cả các anh chị nhìn. Đấy, chắc chắn đảm bảo khi dép da này mà nhổ chân quai là 1, bật đế là 2, gãy đế là 3, nổ da là 4. 4 yếu tố này chúng tôi đã được bảo hành cho tất cả các anh chị nhé. Nếu có anh chị nào muốn dùng sản phẩm này thì hãy để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi tư vấn nha. Và đây tôi xin giới thiệu, đây là công ty thương mại và dịch vụ Thức Hoài. Nhãn hiệu này đã được đăng ký bản quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam nha. Và tôi xin hướng dẫn qua một chút về để cho tất cả các anh chị dùng sản phẩm để sử dụng cho nó đảm bảo sản phẩm nha. Đây là những cái gạch đỏ mà chúng tôi đã gạch ra, là các anh chị lưu ý dùng nha. Đấy là những cái không khuyến khích nha. Và đây là cái tem của sản phẩm được bảo hành nha. Trước khi các anh chị nào mà mua sản phẩm thì ngày bán, đây chỗ ngón tay tôi đặt đây này, là ngày bán chúng tôi sẽ ghi vào đây nha, để theo dõi và bảo hành tất cả cho các anh chị. Các anh chị cất cái tem này đi, và khi có sự cố các anh chị sẽ mang cái tem này và gửi lại cho chúng tôi sẽ có trách nhiệm bảo hành cho tất cả các anh chị nha. Và tôi xin đeo đôi dép này vào để cho tất cả các anh chị xem đôi dép có ăn phong chân không nha. Đấy, đôi dép này, đôi dép có ăn phong chân không nha. Nào, đấy, anh chị nhìn thấy đôi dép có ăn phong chân không, có đẹp không? Đấy, một chân tôi đi dép nê và một chân tôi đeo quay hậu để cho tất cả các anh chị biết, đi nê cũng được mà đi quay hậu cũng được nha. Đấy, nào, các anh chị nhìn rõ không ạ? Đấy, đôi dép này nó có một cái yêu việt là dành cho tất cả các anh nào hơi thấp một chút nha. Đôi đế dày hơn một chút, và đây là chất lượng đế cao, đế kép nhá. Đế này thì các anh chị yên tâm là như thế, hòn đá răm mà có chọc vào đây cũng không bục nhá. Đấy, và nó sẽ không thấm nước và nó sẽ không hút cái nước, và nó sẽ không bị thối đế và không bẹp cái đế này xuống nhá. Rồi, xin chào tất cả các anh chị, chúc tất cả các anh chị một ngày làm việc thật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Xin chào ạ.